Vâng ạ, em xin chào các bác ạ. Và hôm nay bên cửa hàng em sẽ cập nhật tất cả các cái mẫu phân tần mà bên cửa hàng em có để cho các bác tham khảo. Các bác nào có nhu cầu mua sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại cơ sở 1 đây các bác nhé. Vâng ạ, tất cả các cái mẫu phân tần này thì của cửa hàng bên em đều là hàng nhập khẩu của China. Cửa hàng em không bán hàng Việt Nam các bác nhé. Đấy, thì em sẽ vào từng cái mã cụ thể. Ở đây mã đầu tiên là phân tần S015 đấy ạ. Phân tần này là phân tần dành cho loa full, một bát một chép các bác nhá. Đấy, đã có dây dợ đầy đủ đây rồi, về các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy, thì mã này là mã PT01, PT em ký hiệu là phân tần đấy ạ, PT01. Mã này là 760.000 bao ship các bác nhá. Đấy. Mã thứ hai ở đây là phân tần Radox, cũng là phân tần loa full, đánh cho loa một bát một chép. Đấy. Thì mã này là 750.000. Đây ạ. Những các cái mẫu nào mà chưa có dây thì các bác muốn hàn dây các bác báo bên em sẽ hàn dây, và hàn dây là hỗ trợ các bác hàn, còn đâu phí dây dợ các thứ là 20.000 các bác nhá. Còn đâu em hàn hộ, em hàn giúp các bác thôi. Thì mã Radox này là 750.000. Ký hiệu là PT02 các bác nhá. 750.000 bao ship. Nếu như mà cả hàn dây vào sẽ là 770.000 bao ship ạ. Mã số 3 ở đây là phân tần Master 12 cộng, cũng là dòng loa full một bát một chép. Những các cái mẫu này thì nó đều đánh cho các cái dòng loa 30, 40, 50 các bác nhá. Đấy. Thì mẫu này là mẫu PT03. Giá là 860.000, mẫu này thì nó đã có dây sẵn đây rồi ạ. Đây. Các bác nhìn kỹ này, các cái tụ của nó rất là chất lượng luôn. Đấy, thì mẫu này là của nó là PT03 các bác nhé. Giá là 860.000 bao ship. Tiếp theo phân tần này là cũng là loa full một bát một chép, đánh cho loa 30, 40, 50. Của nó là NX13 này. Đấy, giá là 670.000 bao ship. Đấy, các bác có nhu cầu mà hàn dây thì là thêm 20.000 là 690.000 bao ship. Mã là PT04. Đấy. Tiếp theo ạ là phân tần JD1, cũng là dòng loa full một bát một chép, đánh cho loa 30, 40, 50. Có sẵn dây rồi, các bác về chỉ việc chơi thôi. Bộ này là 850.000 bao ship. Đấy, mã số là PT05 các bác nhé. Tiếp theo là mẫu cũng là phân tần loa full một bát một chép, mã là LD715. Đấy, cái này nó rất là tiện, cái là nó có cài sẵn ở đây rồi, các bác về chỉ việc kẹp dây vào chơi thôi. Thì mã này em bán là 790.000 bao ship. Đấy, mã là PT06. Cứ những các cái mẫu nào mà chưa có dây hàn này, bác nào muốn có nhu cầu muốn hàn dây thì bên em sẽ hỗ trợ phí là 20.000. Đấy, mã PT06 790.000. Tiếp theo là mẫu phân tần loa full JBL280, một bát một chép, đánh cho loa 30, 40, 50. Đấy, giá là 780.000 bao ship. Đấy các bác này. Những các cái đây là kẹp cài này, kẹp của nó mạ vàng luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Thì mẫu này em bán là 780.000 bao ship luôn nhá. Ở đây mã PT08 là phân tần F12, cũng là một bát một chép. Đấy, đánh loa 30, 40. Đấy, tụ Zotec thì các bạn nhìn chưa? Đấy, có dây sẵn rồi, về chỉ bác chỉ việc chơi thôi. Mã này là F12, một bát một chép. Giá là 680.000 bao ship. Đấy. Tiếp theo ở đây là có hai cái mã phân tần chạy cho loa 3 đường tiếng, một bát, một chung, một chép các bác nhá. Đấy, cái phân tần 3 đường tiếng này thì nó cũng ít hàng thôi, không có nhiều đâu ạ. Thì ở đây là mã HT1523 đây. HT1523 3 way. Một bát, một chung, một chép, đánh cho loa 25, 30, 40. Đấy. Đôi này là 600.000 bao ship, mã PT09. Và PT010 cũng là phân tần 3 way, một bát, một chung, một chép. Đấy, bóng xả đầy đủ đấy các bác nhá. Đấy, mã này là PA315. Giá 500.000 bao ship ạ. Đây là HT1523 thì là 600.000. Mã PA315 thì là 500.000. Đấy. Tiếp theo ở đây là hai cái mã phân tần đánh cho loa chơi hai bát, một chép các bác nhá. Phân tần PA5. Đấy. Thì thằng này của nó là thằng tụ đỏ, ngày là tụ vàng, tất cả đều có bóng xả đầy đủ đây. Đấy, đánh hai bát một chép, giá 500.000.
PT11 đỏ, PT11 vàng các bác nhé, 500.000 bao ship. Tiếp theo là mã KTV12, cũng là phân tần dành cho loa full một bát một chép. Đấy, mẫu này có dây sẵn rồi, em bán là 390.000 bao ship. Cái này đánh được cho loa 25, 30, 40. Đấy, mã phân tần 12 đấy các bác nhé, PT12, 390.000 bao ship. Đấy, còn lại đây là một số các cái mẫu phân tần dành cho loa nằm. Đấy, loa nằm này. Đây là phân tần Palak hai way một bát một chép các bác này. Đánh cho loa 20, 25, 30. Nó có bóng xả đấy ạ. Đấy, thằng này em bán là 250.000 bao ship. Đấy, 250.000 bao ship. Mã là PT13 các bác nhé, PT13 đây. Tiếp theo mã PT14 này là phân tần LIK1004 này, dành cho loa một bát bốn chép. Đấy, có dây sẵn rồi, là 250.000 bao ship, mã PT14. Mã PT15 ở đây là mẫu loa dành cho BMB2000C đấy ạ, một bát bốn chép. Đấy, có dây dợ đầy đủ rồi, là 280.000 một đôi bao ship luôn nhá. Và cuối cùng ở đây là mã phân tần C51 dành cho loa một bát hai chép. Đấy, cái này đánh cho loa 20, 25. Em bán là 160.000 một đôi bao ship. Đấy, mã của nó là PT16. Và bên em có những các cái loại keo dưỡng gân loa, màng loa các bác nhá. Keo dưỡng gân này thì bác quét vào gân này. Đấy, thì gân nó sẽ dai, nó dẻo hơn này, đánh thì nó chắc tiếng. Đấy, keo dưỡng gân thì em bán là 180.000. Một lọ như này, một lọ này các bác có thể bôi được 3 đến 4 đôi tùy loa to loa bé các bác nhá. Nó lỏng nên là rất là dễ sử dụng, rất cũng nhanh khô thôi. Đấy, thì keo dưỡng gân loa là 180.000, đây là keo dưỡng màng. Dưỡng gân thì nó màu trắng đấy, còn dưỡng màng là màu đen này. Những các cái loa mà nó bị mốc rồi là bị ố màu, nó xỉn màu, không đều màu. Đấy, các bác bôi quét cái lớp này vào thì loa của mình nó bóng, nó đẹp nhá. Đấy, và cảm giác những cái màng loa nó dày dặn hơn. Đấy, thì em bán hai cái loại này đều 180.000 một lọ này, bao ship các bác nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu mua sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên cơ sở 1 để giúp em nhá. Vâng, xin chào các bác ạ.